Đà Phật Phục Nguyện. Trời giác ngộ lưỡng lô sang tỏ, bánh xe pháp lưu chuyện không dừng. Nhà nhà quân thế phương minh thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Điện tiền đề từ chúng con mua các loài thủy tộc về phóng sanh ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý. Nguyện cho các loài thủy tộc được sớm hóa chất thác sanh về cõi Phật yên vui. Nguyện em con đến đây hồi hướng cầu án cho đăng đăng Phật tử. Cắt hay cam ghê hả? Cắt hay nhìn thấy lòng mình cam nhất chúng ta hả? 37 tuổi Trương Văn Linh, 31 tuổi Trương Ngọc Minh Tú, 3 tuổi Cầm Nguyễn Thị Phong, 84 tuổi Nguyễn Văn Quang, 65 tuổi Nguyễn Văn Hiền, 61 tuổi Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi Nguyễn Thị Nhung, 56 tuổi Nguyễn Thị Phượng, 53 tuổi Nguyễn Thị Hạnh, 49 tuổi Nguyễn Thị Thắm, 45 tuổi Nguyễn Văn Trung, 43 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Nhung, 49 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Nhữ, Nguyễn Thị Tư, 79 tuổi Nguyễn Trường Hoài Hận, 27 tuổi Huỳnh Thị Tiết, 54 tuổi Đặng Thị Ánh Dân, 47 tuổi Đoàn Thanh Long, 31 tuổi Đoàn Thủy Diệm, 27 tuổi Trần Thị Bạch Liên, 61 tuổi Võ Thị Năm, 90 tuổi Trần Thị Kim Phượng, 78 tuổi Phan Văn Kinh pháp danh Thiền Minh, 65 tuổi Trần Thị Kim Hồng pháp danh Bước Qua, 56 tuổi Phan Trần Thảo Linh, 30 tuổi Phan Quang Vinh, 21 tuổi Trương Anh Dũng, 46 tuổi Nguyễn Thị Thanh Quyên, 44 tuổi pháp danh Ngọc Cú, đẹp quá trời đó, đúng không? 24 tuổi Nguyễn Thị Thanh Hằng, 16 tuổi pháp danh Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Hương, 50 tuổi Lê Thị Bé Sáu, 54 tuổi Nguyễn Ngọc Phương Quân, 18 tuổi Nguyễn Tấn Đồng Quân, 21 tuổi Tô Thị Bồ Châu, 61 tuổi pháp danh Diệu Nguyệt Trần Trung Trần, 62 tuổi pháp danh Tâm Thiện Trần Ngọc Quế, 38 tuổi pháp danh Bảo Trần Trần Trung Tính, 35 tuổi Cập Đăng Đăng Phật Tử Giáng Quốc Hưng, 38 tuổi pháp danh Huệ Phúc Giang Hồng Ngọc, 86 tuổi pháp danh Mỹ Tuyết Phạm Thị Huệ, 93 tuổi Phạm Ngọc Trang Trang, 83 tuổi Phạm Ngọc Dùng, 64 tuổi Nguyễn Thị Tố Đăng, 27 tuổi gia đình Phường Phước Dư Hoài Thương, 28 tuổi Hồ Thị Cẩm Tiên, 27 tuổi Dư Văn Châu, 62 tuổi Nguyễn Thị Xuân Mai, 60 tuổi Hồ Dư Gia An, 6 tuổi Hồ Lê Ngọc Sơn, 34 tuổi Đặng Thị Chính, 83 tuổi Lê Kim Vui, 61 tuổi Đặng Thị Kim Thương, 40 tuổi Đào Tôn Nữ Xuân Quyên, 64 tuổi Huỳnh Minh Thông, 45 tuổi Trương Truyền Thanh Diệu Mai, Tô Loan Huỳnh Chí Quang, Huỳnh Tấn Dương, Huỳnh Tấn Phong, Long Thị Hoa, 52 tuổi Long Thiên Anh, 44 tuổi Diệu An, 49 tuổi Diệu Từ, 48 tuổi Sương Quang, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trương Minh Sáng, Nguyễn Thị Kim Khoa, 37 tuổi Nguyễn Thị Kim Phiêu, 28 tuổi Nguyễn Thị Đẹp, Nguyễn Văn Nhân, Trần Anh Trầm, 67 tuổi Bình Văn Lập, 70 tuổi Võ Thị Hương, 92 tuổi gia đình Trương Bích Ngọc, 1962 gia đình Văn Thị Thanh Diễm, 1970 gia đình Huỳnh Thị Phương Linh, 1965 gia đình Trần Thị Kim Hiền, gia đình Nguyễn Nghêu Trúc, gia đình Nguyễn Văn Tài, 1995 Nguyễn Đức Khải, 1932 Đỗ Thị Hồng, 1941 Nguyễn Minh Trung, 1964 Nguyễn Thị Hạnh, 1964 Lê Thành, 1985 Lê Thanh Mai, 1989 Lê Thành Đức, 2014 Phạm Mỹ Lê Hưng, 2019 gia đình Thái Thanh, 1983 gia đình Hồng Linh Lê Thái Sơn, 1962 Huỳnh Thanh Đức, 1971 Huỳnh Thị Thu Hà, 1972 Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thái Bảo. Thập đảng đàn Phật từ chúng con từ tiểu tái chưa nạn nhật bệnh tiêu trừ thân tâm thư thái phiền não tiêu diệt nghiệp chương tiêu trừ bốn bộ bệnh mạnh bốn bộ tâm huyết toàn diễn tất cả ngán duyên thay đều tiêu diệt lời nguyện đem công đức này cầu xíu cho đăng đăng hương linh Trần Quang Kiệt, 96 tuổi Lê Thị Đình, 69 tuổi Phan Văn Luân, Đỗ Văn Tư, Đỗ Văn Mừng, Nguyễn Thị Hai, Ngộ Đạo Lê Thị Liên pháp danh Diệu Lạc, 73 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Châu, 60 tuổi Huỳnh Thị Phương Mỹ, 56 tuổi Nguyễn Văn Liên,
3 1 9 7 5 cao thì 10 80 bay tuổi Lê Văn Thêm 49 tuổi Lê Văn Mạnh pháp danh Vũ Tánh 76 tuổi Văn Văn Thành pháp danh Nhật Thành 85 tuổi Đào Thị Mại pháp danh Đào Thị Mạo pháp danh Vũ Thành 90 tuổi Hoàng Thành pháp danh Quệ Địa 80 tuổi Trần Thị Liễu pháp danh Diệu Liễu 61 tuổi Hoàng Thanh Tùng pháp danh Thiện Phúc ngon ha nãy cũng 31 tuổi Hoàng Thị Ngọc Loan pháp danh Thành Loan 37 bảo giờ luôn đi giờ nó trong khi ngon ba tuổi hôm nay chị đi 14 Hoàng Thanh pháp danh Tùng Giang 48 tuổi Tạm Thị Thế pháp danh Diệu Liễu 93 tuổi Lê Văn Diện 82 tuổi Đặng Văn Sáu 72 tuổi Trần Thị Ngọ 94 tuổi Đào Hữu Long 24 tuổi Đặng Thị Bảy 36 tuổi Trần Hải Đạo 50 tuổi Trần Thị Ngọc Dũng 79 tuổi Nguyễn Thị Cương 70 tuổi Pháp danh Ngọc Phước Nguyễn Tấn Cương 71 tuổi Lê Văn Tông 56 tuổi Pháp danh Giỏi Nguyễn đi mấy ngày luôn đi Lê Văn Hoàng 64 tuổi Đoàn Khỏe đi mệt không khỏe đi mệt tuổi Lê Văn Hoàng 21 tuổi Trần Bá Đạt 85 tuổi Nguyễn Thị Liên 84 tuổi Trần Bá 45 tuổi Trần Văn Đặng 82 tuổi Nguyễn Thị Năm 75 tuổi Đoàn Thành Thiên 64 tuổi Lưu Thị Nhìn 79 tuổi Lê Văn Tổng 80 tuổi Lê Thị Kim Anh có nhiều hoàn cảnh xung quanh tôi Nguyễn Văn Xuân chị ấn tượng là Lê Hoàng Dũng 30 tuổi lại có Lê Văn Lê Hoàng tuổi Nguyễn Thành Nhà Đệ 50 tuổi em ơi hết gạo Trần Thị Kiện Pháp Danh Diệu Tâm 60 tuổi Cặp Đàn Đàn Hương Lưng Chiến sĩ Trần Dông Đồng Bào Tự Nàng Tâm Loại Cố Hồn Hà Sa Ngà Quỳ Hữu Dân Vui Nhiều Người Chữ Dân Thừa Tâm Tự Lực Tính Pháp Danh Kinh Tông Sa Mê Đồ Siêu Sanh Lạc Quốc Bồ Nguyện Âm Siêu Hơ Dương Thái Hà Yên Hà Tâm Pháp Chứ Chúng Sanh Giai Công Thành Vật Đà Huệ Nam Mô chùa Từ Quan đó kìa, ông có gần nhà lên á. Xin thay mặt cho tất cả các cô chú anh chị, ông có bên nhà lên. Không phải. Sau lưng chùa Pháp Vô Tự, chùa này sau lưng chùa Pháp Vô Tự. Con xin thay mặt tất cả mình chân thành mỗi tháng mùng 8 nếu mà phụ là mùng 7 con lên con phụ chiều mùng 7
chiều mùng 7 lên phụ, phụ đựng nấu nướng này kia nọ, rồi sáng mùng 8 là bắt đầu sơ chế lần lần nữa đi. Tháng 7, ví dụ tháng Giêng, tháng 7 ngồi là không có đi. Mấy cái tháng đó làm tạm dưới á, ở trên đường lộ á. Mỗi tháng không có làm không? Không, mỗi tháng có. Mấy tháng làm là làm chỗ nhà con đem ra hay là làm chỗ nhà ba? Làm ở trước chú mướn cái trại tre trước là chỗ bà gì á, chỗ kế bà vừa đóng vừa hôm qua đó, còn nguyên cái trại luôn á, nấu bằng nhiều lắm không? Mấy tháng là ba cái gạo nữa thôi. Như là mình dồn lại ha. Cái sớm này vui chứ. Cho hết luôn mấy người nhà thấy xin cho mà chở bệnh viện cho hết luôn. Ai đi ngang thì lấy rồi đó. Trong đoàn đi cứu trợ, đi cứu hộ cho những người đã. Chiều nào con nấu con cho Linh Hai á, ta xuống ta xin ta đem vô bệnh viện cai mưu với bệnh viện lao á. Nói gì chưa? Cho. Tại vì dưới mình cho dặn luôn mà. Vô rồi. Không kể mấy bả luôn. Hết luôn cho hết luôn. Tới tháng 10 làm hả? Rằm tháng 10 làm hả? Bồ Tát sẽ chỉ làm như thế nào để cho mưa lũ sớm qua mau, để đồng bào miền Trung sớm thoát khỏi cảnh sống trong. Cho nó chạy thì đừng cho nó mặn. Ừ, mình nấu 16 hay 13 gì mình cho bánh cách mặn cháo mặn bằm chứ nó đông có lòn gà nó dai phải gao cũng này gà thật không á nấu canh cháo phải không là nấu xương xương và nó làm thịt chắc với thịt bằm mỗi mình lục ra phải sẽ ăn tại chỗ để mà cứu mạng của mình thì con nghĩ đó là đây nấu cái mùi cô đúng kìa đúng hộ và chúng ta đang ở cái kho này giờ nghe mấy cái nhà hàng đi vô thấy nó lụng cũng sợ luôn. Rồi uống rồi. Bạn về á cái thích là với lãnh nào cũng ở đó đó. Cái lên đó ở chơi. Nhỏ tuổi không chị? Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hỏi cậu hả? Cậu không? Dạ, em xin thành cảm ơn vợ chồng của anh Hùng Nguyễn đã cho chúng ta là được nhiệm vụ đón thân hôm nay rất là trọn vẹn từ việc đăng ký mua cháu cho đến việc trả cháu về nhà và là mời thầy. Sau đây thì xin mời anh Hùng có trả lời với bà con trước khi chúng ta chia tay. Đã tham gia buổi phóng sanh chiều mùng 1 thật là viên mãn ngày hôm nay. Dạ, xin cảm niệm công đức của thầy đã giúp cho đoàn phóng sanh phóng sanh ngày mùng 1 thật là thành công. Dạ, thầy hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mùng 1 tháng 10 để tiếp tục phóng sanh giống như những lần đầu tháng như vậy. Dạ, xin cảm ơn. 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 Cả